Tin chắc nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng nọ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình. Bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Có tranh cãi cho lắm thì Y vẫn không chịu để cho Y xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng: con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy mà sư trụ trì hy vọng Hòa Thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi kể: cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa, nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Con đường làm giàu. Người ta ai cũng ưa phát tài, có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành, có người tùy khả năng
mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu Hòa Thượng Diệu Pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuật, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi, làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy, tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân. Củi dễ tìm, cần thì lượm nhặt, nhưng không nên tham, vì tiềm ẩn họa ở trong. Thực ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Nửa cái bánh. Gia đình ông Trình có ba người. Sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó, mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ vừa mới lên cao trung. Ngày nọ tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ ra ngay rồi vứt miếng bánh ra xa. Trịnh Vĩ hỏi, sao lại ném bánh đi? X nói, dở quá, ăn không ngon. Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuận chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên đưa cho bạn, ôn tồn nói, đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng, bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. X cười khẩy bảo, bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì, nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói, vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mách Hòa Thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa Thượng nghe xong nhìn thật lâu vào mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen, con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Ba Trình Vĩ nói, Trình Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu. Do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi, ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa Thượng bảo, đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trịnh Vĩ nói, con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ. Con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ. Vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm thì lại bị suy sụp. Còn con
thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp, biết niệm Phật nè, tụng kinh nè, in ấn kinh, tạo Phật tượng. Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy. Sư phụ nói, vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ, có hơn 2000 vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe Ngài thuyết pháp. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn, trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm, thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hì hì, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi, sư đói hả? Tỳ kheo gật đầu. Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ, đứa bé đó là tiền thân của anh, do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta dựng tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn, đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong kinh Địa Tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mảy tơ, sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một câu, một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật pháp. Có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý, nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín mùi, bé không những thành đệ tử Phật mà còn rất giàu có. Chính là anh đấy. Phải biết, vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng, nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh, biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác. Muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc, lợi dân, và nhất là không nên sát, đạo, dâm, vọng. Thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra.
chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng liên quan đến con đường làm giàu. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi thuở nhỏ đã sớm mất cha. Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc, vì cho rằng như thế, có thể vừa tự nuôi sống, lại cũng có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc tôi theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha tôi. Sau đó, có lần tôi đến chùa Từ Vân, tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, trâu dài tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi tôi đến lễ chào cung kính, cụ già bảo tôi: "Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao. Sao nay con chẳng lo việc đọc sách?" Tôi liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số hoàng cực của Thiệu Tử. Theo mãn số, ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con." Tôi liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho tôi đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, tôi khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử. Cụ Khổng lại đoán trước cho tôi về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau tôi đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán. Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho tôi, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh, sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh, lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi, ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến năm 53 tuổi, vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 sẽ mất tại nhà, chỉ tiếc là không có con. Tôi ghi chép đầy đủ những điều ấy, luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ đó về sau, mỗi lần dự thi, kết quả đều không ra ngoài những dự đoán của cụ già họ Khổng. Riêng có một lần, cụ Khổng đoán rằng thời gian tôi làm lẫm sinh phải nhận đủ 94 thạch, 5 đấu gạo mới được lên cống sinh. Nhưng khi số gạo nhận được của tôi vừa hơn 70 thạch, thì tôn sư họ Đồ đã thông qua việc chọn tôi làm cống sinh. Do đó tôi hơi có chút ngờ vực về sự tiên đoán của cụ. Chẳng ngờ sau đó có vị quan tạm quyền họ Dương vừa chuyển đến lại bác bỏ việc này, nên phải đợi đến năm Đinh Mão tôi mới được phê chuẩn làm cống sinh. Vào lúc ấy tính lại, quả nhiên tôi đã nhận được vừa đúng 91 thạch 5 đấu gạo. Tôi nhân việc đó lại càng tin chắc rằng sự đời thăng trầm đều do số mạng, dù nhanh hay chậm cũng đều có thời hạn định trước. Vì thế mà, đối với hết thảy mọi việc, trong lòng tôi trở nên lạnh nhạt, không còn mong cầu gì nữa. Sau khi được lên cống sinh, tôi phải về kinh thành Yên Đô theo học. Ở kinh đô được 1 năm, tôi thường ngồi yên tĩnh suốt ngày, chẳng đọc sách vở gì. Sau có dịp quay về chơi ở Nam Ung, trong lúc còn chưa vào nhập học, tôi liền đến viếng thăm thiền sư Vân Cốc trong núi Thê Hà. Tôi cùng thiền sư ngồi đối diện trong tịnh thất, trải qua suốt 3 ngày 3 đêm, dường như không chớp mắt. Thiền sư nói: "Người đời sở dĩ không trở thành bậc thánh nhân, đều là do vọng niệm nối nhau sinh khởi trói buộc. Nay ông ngồi suốt 3 ngày,
không khởi sinh vọng niệm là do đâu? Tôi đáp, trước đây có tiên sinh họ Khổng từng xem số mạng cho con. Con xét thấy rằng mọi sự vinh nhục, sống chết ở đời đều do số mạng định sẵn. Dù có muốn vọng cầu điều này điều nọ cũng đều không thể được, nên con chẳng nghĩ gì cả. Thiền sư Vân Cốc bật cười nói, ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường. Tôi không hiểu, thưa hỏi. Thiền sư liền nói, con người khi chưa đạt được đến mức vô tâm, rốt lại đều bị những lẽ âm dương toán số kia trói buộc, sao có thể nói là không có số mạng? Nhưng chỉ những kẻ tầm thường mới có số mạng mà thôi. Bậc đại hiền thì số mạng không nhất định, mà với kẻ đại gian ác, số mạng cũng không thể nhất định. Ông từ 20 năm nay bị những lẽ đoán định của người khác trói buộc, không tự thay đổi được mảy may nào. Như thế chẳng phải là tầm thường lắm sao? Tôi liền hỏi, vậy ra số mạng có thể tránh được sao? Thiền sư đáp, số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình cầu mà được. Trong sách vở Nho Gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói, cầu công danh ắt được công danh, cầu sống lâu ắt được sống lâu, cầu con trai con gái ắt có con trai con gái. Nói dối là giới cấm quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã chế định. Lẽ nào chư Phật Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao? Tôi nghe vậy rồi liền hỏi tiếp. Mạnh Tử có nói rằng cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình. Đạo đức nhân nghĩa là ở nơi chính mình, nên có thể gắng sức cầu được. Còn như công danh phú quý, vốn không ở nơi chính mình, làm sao có thể cầu được? Thiền sư Vân Cốc nói, lời Mạnh Tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai thôi. Ông không nghe Đức Lục Tổ có dạy rằng, hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gan tất. Từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt. Mạnh Tử nói, cầu nơi chính mình, đó không chỉ là triên được đạo đức nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy, hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh dông ruổi tìm cầu, thì mong cầu là một việc, mà được hay không lại còn phải tùy vào số mạng. Như vậy có khi trong ngoài đều mất cả, vì cầu mà không được. Cầu như vậy ắt là vô ích. Thiền sư lại hỏi, họ Khổng đoán vận mạng suốt đời của ông như thế nào? Tôi thật lòng đem hết mọi việc kể ra. Thiền sư liền nói, ông hãy tự xét mình xem, có xứng đáng đỗ đạt đại khoa, có xứng đáng được sinh con nối dõi chăng? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, thật không xứng đáng. Những người đỗ đạt đại khoa nói chung đều có tướng phước đức sâu dày, còn vốn phước mỏng, lại không thể tích lũy công đức thiện hạnh để làm nền tảng cho phước đức sâu dày, còn lại không nhẫn chịu được những sự phiền toái khổ nhọc, không thể bao dung chịu đựng người khác. Đôi khi lại cậy vào tài trí của mình mà lấn áp người, tính tình bộc trực nghĩ sao làm vậy, thường xem nhẹ lời nói hay luận bàn những chuyện vô bổ, hết thảy đều là những biểu hiện phước mỏng đức bạc, làm sao có thể đỗ đạt đại khóa. Đất bùn dơ ẩm ướt thường nhiều vật sống, chỗ nước trong vắt thường không có cá, mà tánh con lại ưa thích sự trong sạch thanh khiết thái quá. Tánh khí ôn hòa có thể nuôi dưỡng vạn vật, mà tánh con lại thường nóng nảy sân hận. Luyến ái là cội nguồn của sự tiếp nối sinh sản, không quan tâm đến người khác là căn bản của sự không nuôi dưỡng, mà tánh con xem trọng danh tiết của riêng mình. Thường không thể quên mình giúp người, con lại thường nói nhiều hao tổn khí lực, thích ngồi lặng suốt đêm dài không ngủ, không biết giữ gìn nguyên khí tinh thần. Hết thảy những điều ấy đều là nguyên nhân không thể có con. Ngoài ra còn có biết bao điều lỗi lầm xấu ác nữa, thật không thể nói hết.
Thiền sư Vân Cốc nói, nào chỉ riêng vấn đề khoa bản như ông vừa nói đó, người đời thụ hưởng tài sản ngàn vàng, ắt phải là người đáng hưởng ngàn vàng. Kẻ nhận tài sản trăm lượng, ắt phải là kẻ đáng nhận trăm lượng. Người chịu chết đói, ắt phải là người đáng phải chết đói. Nói là mệnh trời, bất quá chỉ là do nơi nhân quả nghiệp báo riêng của mỗi người mà thành. Vốn chưa từng có chút thêm bớt nào gọi là ý trời trong đó cả. Đến như việc sinh con cái, như người có phước đức truyền được trăm đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ trăm đời. Người có phước đức truyền được mười đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ mười đời. Người có phước đức truyền được ba đời, hai đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ ba đời, hai đời. Cho đến người dứt hẳn không có con cháu, ấy là do phước đức hết sức mỏng manh vậy. Nay ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, những điều đã khiến ông không thể đỗ đạt đại khoa, không thể sinh con nối dõi. Vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi. Nhất thiết phải lo tu nhân tích đức, nhất thiết phải bao dung rộng lượng với người, nhất thiết phải hòa nhã thương yêu kẻ khác, nhất thiết phải biết gìn giữ, bảo dưỡng tinh thần. Hết thảy những việc từng làm trước đây, xem như đã chết từ hôm qua. Hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Thân thể bằng xương thịt này, tất nhiên đã có nghiệp quả định sẵn. Nhưng cái thân tinh thần nhân nghĩa đạo đức, lẽ nào lại không thể tu dưỡng để thay đổi được sao? Sách Thượng Thư Thiên Thái Giáp có nói, tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống. Kinh Thi nói, lời nói việc làm thường hợp đạo trời, ấy là tự mình cầu được nhiều phước đức. Khổng tiên sinh đoán rằng ông không đỗ đại khoa, không có con nối dõi. Đó là tai họa do trời giáng xuống, cho nên con có thể tránh né. Này ông nỗ lực làm thiện, rộng tích chứa âm đức. Đó là tự mình tạo ra phước đức, lẽ nào lại có thể không được hưởng những phước đức ấy hay sao? Kinh dịch nói rằng, bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong kinh dịch, Quẻ Khôn, ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng, nhà làm việc thiện, ắt có niềm vui, nhà làm việc ác, ắt gặp tai ương. Nay ông đã có thể tin hiểu được chưa? Tôi tin nhận lời thiền sư, lễ bái xin học làm theo. Nhân đó liền đem hết thảy những điều lỗi lầm xấu ác đã qua, đối trước bàn thờ Phật mà nêu rõ, viết thành một bản sớ dài, trình bày đầy đủ tất cả trong đó, cầu xin sám hối. Sau đó tôi phát tâm cầu thi cử đỗ đạt, nguyện làm đủ 3000 điều thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên trời đất. Thiền sư lại lấy ra một bản sách Công Quá Cách đưa cho tôi xem, dạy tôi học làm theo đó, ghi chép tất cả việc làm hàng ngày, nếu là điều thiện thì cộng thêm vào, nếu là điều xấu ác thì trừ bớt đi. Thiền sư lại dạy tôi trì tụng thần chú chuẩn đề. Qua một thời gian ắt có sự linh nghiệm, thiền sư bảo tôi rằng, những người vẽ bùa chú thường nói, vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần cười chê. Trong việc vẽ bùa có một phép bí truyền, chẳng qua đó chỉ là không khởi lên vọng niệm. Khi cầm bút vẽ, việc trước tiên là phải buông bỏ hết thảy mọi ý niệm, duyên theo trần cảnh. Từ chỗ trong tâm không chút động niệm như thế, mới phóng bút điểm xuống, gọi là tạo dựng nền tảng không phân biệt. Từ một điểm làm nền tảng đó, cho đến khi vung bút vẽ xong lá bùa, nếu trong tâm tuyệt nhiên không khởi vọng niệm, thì lá bùa ấy sẽ linh nghiệm. Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu
vẫn là phải từ nơi tâm niệm rỗng rang, không động niệm như thế, mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh Tử khi bàn về cái học lập mệnh có nói, chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau. Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu nghèo. Bể tắc với hành thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang hèn. Chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống chết. Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng. Cho nên Mạnh Tử chỉ nói chết yểu sống lâu, nhưng kỳ thật hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý trong cuộc đời cũng đều cùng một nguyên lý như vậy. Cho đến câu, hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc. Đó là nói, việc làm thiện tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói tu sửa tự thân, đó là tự thân mình có điều gì lỗi lầm xấu ác đều phải đối trị, dứt trừ đi. Nói chờ đón, đó là sẵn sàng đợi việc xảy ra. Nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nôn nao chờ đợi đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ không động niệm. Đó chính là cái học chân thật. Ông tuy chưa thể đạt được tâm thức rỗng rang không vọng niệm như thế, nhưng nếu có thể trì tụng thần chú chuẩn đề, không nghĩ nhớ, không tính đếm, không để gián đoạn, khi được thuần thục rồi, thì trong chỗ trì tụng cũng là không trì tụng, dù không trì tụng cũng là đang trì tụng, cho đến lúc niệm niệm an nhiên, không còn lay động, ắt sẽ có sự linh nghiệm. Tôi trước đây lấy hiệu là Học Hải, ngay trong ngày hôm đó liền đổi hiệu là Liễu Phàm. Đó là muốn nói việc học được thuyết tự lập số mạng này rồi, nên không còn muốn rơi vào khuôn khổ của những kẻ thế tục tầm thường. Từ đó về sau, lúc nào tôi cũng chú tâm tự phòng hộ suốt ngày, so với trước đây thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày trước, tôi thường buông thả phóng túng, còn bây giờ luôn nơm nớp lo sợ những việc xấu ác lầm lỗi. Dù khi ở trong nhà kín phòng tối, không ai nhìn thấy, cũng không dám khởi lên những ý nghĩ xấu ác, chỉ sợ đắc tội với trời đất, quỷ thần. Gặp những lúc bị người khác oán ghét, phỉ báng, tôi vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Sang năm sau, bộ lễ mở khoa thi cử, tiên sinh họ Khổng từng đoán trước khoa này tôi sẽ đỗ hạng ba. Hóa ra tôi lại đỗ hạng nhất. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn đúng nữa, nên khoa thi hương vào mùa thu, tôi lại đỗ tiếp cử nhân. Tuy nhiên, tôi làm việc thiện khi ấy vẫn chưa được thuần thục. Tự kiểm lại bản thân còn nhiều lầm lỗi. Đôi khi thấy việc thiện thì làm, nhưng chưa thực sự quả quyết, mạnh mẽ, hoặc có khi làm việc cứu giúp người khác, mà trong lòng mình thường tự nghi ngờ kết quả. Hoặc có khi hành vi thì gắn theo việc thiện, nhưng lời nói lại có sai lầm. Hoặc khi tỉnh táo thì cố sức giữ gìn theo đạo đức, nhưng lúc uống rượu vào rồi lại thường buông thả, phóng túng. Mỗi ngày tôi đều xét điều lầm lỗi, trừ vào những việc thiện làm được. Có hôm trừ hết sạch, chẳng còn gì cả. Vậy nên từ năm Kỷ Tỵ phát nguyện làm việc thiện, mà phải đến năm Kỷ Mão, trải qua hơn 10 năm mới hoàn tất đủ số 3.000 điều thiện. Khi ấy, tôi phát tâm cầu sinh con, lại cũng nguyện làm đủ số 3.000 điều thiện. 2 năm sau là năm Tân Tỵ, thì sinh được con trai, đặt tên là Thiên Khải. Tôi làm được mỗi việc thiện đều ghi chép lại. Vợ tôi không biết chữ, nên mỗi khi làm được một việc thiện, thì dùng cán bút lông ngỗng, chấm mực đỏ in lên tờ lịch của ngày hôm đó, thành một chấm tròn. Thường là những việc thiện như bố thí thức ăn cho người nghèo, hoặc mua vật sống phóng sinh. Những ngày làm nhiều, có khi được đến hơn 10 chấm tròn như thế.
Đến tháng 8 năm Quý Mùi thì đủ số 3.000 điều thiện. Ngày 13 tháng 9 năm đó, tôi lại phát tâm cầu thi đỗ tiến sĩ, nguyện làm 10.000 điều thiện. Sang năm Bính Tuất, tôi thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm tri huyện Bảo Đễ. Tôi chuẩn bị sẵn một quyển sổ trắng, đặt tên là Sổ Trị Tâm. Sáng sớm khi lên công đường, tôi dặn người nhà đem sổ ấy trao cho nha dịch để mang đặt trên bàn làm việc của tôi. Mỗi một việc làm trong ngày đều phân ra tốt xấu, ghi chép tỉ mỉ vào sổ ấy. Mỗi đêm lại bày hương án trước sân, noi gương triệu duyệt đạo ngày xưa, cáo trình tất cả lên Thượng Đế. Vợ tôi thấy những việc thiện ghi chép không được nhiều thì châu mày nói rằng: "Trước đây ông còn ở nhà, tôi có thể giúp sức cùng ông làm việc thiện, nên con số 3.000 điều thiện mới được hoàn tất. Nay ông phát nguyện làm đến 10.000 điều thiện, mà trong nha môn lại chẳng có nhiều việc thiện để làm. Vậy biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất?" Đêm đó, tôi nằm mộng, bỗng gặp một vị thần, liền đem việc khó làm đủ số điều thiện mà trình bày với thần. Vị thần nói: "Chỉ riêng một việc giảm thuế ruộng cho dân, xem như 1.000.000 điều thiện đã đủ số rồi. Nguyên là ruộng đất ở huyện Bảo Đễ trước đây phải nộp thuế mỗi mẫu 2 phân 3 ly 7 hào. Khi về nhậm chức, tôi có xem xét lại, giảm xuống còn 1 phân 4 ly 6 hào. Quả thật có việc đó, nhưng lòng tôi vẫn còn chút nghi hoặc, không cho rằng việc ấy lại có hiệu quả lớn lao đến thế. Vừa may khi ấy có thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến, tôi liền đem giấc mộng ấy kể lại với ngài, rồi thưa hỏi xem việc ấy có thể tin được chăng. Thiền sư nói: "Nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù là một điều thiện cũng có thể bằng như 1.000.000 điều thiện. Huống chi ông giảm thuế cho cả một huyện, có cả 1.000.000 người dân được hưởng phúc ấy." Tôi liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ thiền sư về núi Ngũ Đài, thay mình thiết lễ trai tăng cúng dường 1.000.000 vị tăng để hồi hướng công đức. Tiên sinh họ Khổng đoán rằng năm tôi 53 tuổi sẽ gặp tai nạn rồi mất. Tôi cũng chưa từng cầu xin được sống lâu hơn. Nhưng rồi năm ấy trôi qua mà chẳng xảy ra việc gì cả. Khi viết chương sách này thì tôi đã được 69 tuổi. Kinh thư nói: "Lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định." Lại nói: "Chỉ riêng mạng số là không nhất định." Những lời ấy đều không hư dối. Tôi từ những việc đã qua mà hiểu được rằng mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của các bậc thánh hiền. Nếu cho rằng họa phúc đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời mê muội của người thế tục không biết tu tập mà thôi. Còn như khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp, sa sút. Đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch, trở ngại. Đang lúc được ấm no đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo túng, đói thiếu. Đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng. Đang lúc được quyền cao chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vào vị trí thấp hèn. Đang lúc có được học vấn cao xa, sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận thô lậu. Nghĩ xa thì thường lo việc, nêu cao đức hạnh của tổ tiên. Nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lỗi lầm, khiếm khuyết của cha mẹ. Trên phải thường nghĩ việc báo đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình. Đối với bên ngoài, phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết. Đối với tự thân, phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà vậy của chính mình. Mỗi ngày đều tự thẩm xét để biết lỗi mình, thì mỗi ngày đều có sửa lỗi. Một ngày không tự biết lỗi mình, thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa, thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày,
không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp. Ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do dự rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Thuyết tự lập số mạng mà Thiền sư Vân Cốc đã truyền dạy quả thật hết sức sâu xa, tinh túy, quả thật là một nguyên lý hết sức chân thật, chính đáng. Ai có thể đọc kỹ những lời dạy này rồi gắng sức làm theo, ắt sẽ không bỏ phí một đời trôi qua vô ích. Sửa lỗi lầm. Các quan đại phu thời Xuân Thu khi quan sát hành vi, lời nói của một người thường dựa theo đó mà suy đoán về những điều tốt xấu, họa phúc của người đó, bao giờ cũng ứng nghiệm cả. Ngày nay, chúng ta có thể xem lại những việc này trong các sách tả truyện, quốc ngữ. Nói chung, điềm báo những điều tốt lành hay tai họa đều khởi lên từ trong tâm người, rồi biểu hiện ra bên ngoài thành hành vi, lời nói. Những người hết sức nhân hậu, phóng khoáng, tử tế với người khác thường được phước lành. Những kẻ hết sức khắt khe, hẹp hòi, bạc đãi người khác thường cận kề tai họa. Người phàm mắt thịt bị nhiều che chướng, không nhìn thấy được, do đó cho rằng vận số chưa xác định nên không thể suy lường biết được. Lòng người hết sức chân thành thì phù hợp với đạo trời. Khi phước lành sắp đến, quan sát việc làm thiện của người thì có thể biết trước được. Khi tai họa sắp xảy ra, quan sát việc làm xấu ác của người, ác cũng có thể biết trước. Nay muốn được phước lành, tránh xa tai họa, hãy khoan nói đến việc làm thiện, mà trước tiên là phải lo tu sửa lỗi lầm. Bàn về việc tu sửa lỗi lầm, điều cốt yếu trước tiên là phải khởi tâm biết xấu hổ. Hãy nghĩ đến các bậc hiền thánh từ xưa, sao cũng là thân người như ta, nhưng lại có thể làm bậc thầy của muôn thuở. Còn ta, vì sao suốt một đời kém cỏi, vô dụng như gạch vụn, ngói bể? Ấy chỉ vì ta mê đắm trong tình đời, lén lút làm những điều trái nghịch đạo nghĩa, lại cho rằng người khác không ai biết, nên thản nhiên cao ngạo, không chút hổ thẹn, ngày sau sa đọa vào loài cầm thú mà không hề tự biết. Việc đáng xấu hổ trong đời này thật không gì lớn hơn thế nữa. Mạnh Tử nói, biết xấu hổ là đức tính quan trọng của con người, giữ được tâm tính ấy là thánh hiền, đánh mất đi thì chẳng khác gì cầm thú. Cho nên, khởi tâm biết xấu hổ là nền tảng cốt yếu nhất trong việc tu sửa lỗi lầm. Điều quan trọng tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt, không dám làm điều sai trái. Trời đất từ trên soi thấu, quỷ thần không dễ dối lừa. Nay ta làm điều sai trái, tuy là ở nơi ẩn khuất, không ai thấy biết, nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ. Nếu là tội nặng, ắt sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa. Nếu là tội nhẹ, ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có. Như thế làm sao có thể không lo sợ? Không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế, mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế. Cho dù ta cố che giấu thật kín đáo, biện bạch thật khéo léo, nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra. Rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình. Đến khi bị người khác phát hiện biết rõ việc xấu mình làm, thì nhân cách tự thân thật chẳng đáng một xu. Như vậy có thể không sợ được sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, thì dù tội lỗi lớn đến đâu, cũng có thể hối cải. Xưa có người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp.
Cho nên nói rằng, khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tâm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ. Vì thế, những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây, phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất. Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất, chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối, thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm, cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch. Lại dưới cõi u minh, ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục, cam chịu nghiệp báo, cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ Tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao? Điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dằn. Đối với lỗi nhỏ nhặt, phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng, phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay, lập tức chặt bỏ không chút chần chừ. Đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh, nhanh chóng như sấm chớp, như gió mạnh. Phát khởi đầy đủ ba tâm niệm như trên, biết hổ thẹn, biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh, thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay. Ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời, lo gì không tan chảy. Tuy nhiên, lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa, cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa, lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa. Mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau mà hiệu quả cũng khác nhau. Chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng, nay giữ giới không giết hại, hoặc như ngày trước thường nóng giận, nay cố ngăn giữ không còn nóng giận. Những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa. Tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài, nên thật hết sức khó khăn. Nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó. Trừ bỏ nơi này, lại nảy sinh nơi khác, thật không phải phương cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm. Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết. Nay ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng? Hơn nữa, con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo, rồi lại bị cho vào nồi nước sôi, chảo dầu nóng, đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy. Ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng. Vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất, cũng đều có linh tính, tri giác. Đã có linh tính, tri giác, thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Nay tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức, để muôn loài phải tôn kính, gần gũi nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem lòng oán hận, căm thù ta không sao nói hết. Suy xét được thấu đáo những điều như thế, thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có, ắt phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ. Hoặc như trước đây, vốn thường nóng giận,
liền suy xét rằng đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng. Đối với người làm việc trái lý lẽ, xúc phạm ta, thì đó là sai trái của họ, nào có liên quan gì đến ta. Nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả. Lại suy xét rằng, trong thiên hạ, chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn luôn cho mình là đúng, cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công danh có điều chưa đạt được, đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân mình. Như vậy thì khi có người đến phỉ báng, làm nhục, liền xem đó như sự cỏ xác, rèn luyện, giúp đá thô thành ngọc quý. Như thế, ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ báng mà không nổi giận, thì những lời xúc phạm ấy, dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc cũng phải tự liệm tắt. Bằng như nghe lời phỉ báng mà nổi giận, thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch, cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhả tơ làm kén, ngày càng tự trói chặt lấy chính mình. Như vậy, sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa. Đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác, cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế. Nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ, thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt. Thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm? Đó là tự xét rằng, lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân, nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác. Nếu trong tâm mình an nhiên bất động, thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi? Người tu học phương pháp sửa lỗi này, đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc, tham danh, tham tiền của, dễ nóng giận, vân vân, không cần thiết phải truy đuổi, tìm kiếm, đối trị từng loại. Chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy, xấu ác, sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loài yêu ma quỷ quái, thảy đều trốn mất. Đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất. Mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác, nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi. Ví như việc đốn trừ loài cây độc, phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ, đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh, ngắt bỏ từng chiếc lá. Nói chung thì, phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết. Đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh, nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác, liền tức thời rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa. Bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm, thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm. Nếu vẫn chưa đủ sức làm phương pháp suy lý, thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện. Nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất, đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại, như vậy cũng chẳng có gì sai lầm. Nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn thì thật là khờ dại. Cho nên, khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt, nhắc nhở. Ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh. Hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua, ngày đêm không chút giải đãi buông lung, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm. Chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên, thư thái khoáng đạt, hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở, hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông, không vướng mắc. Hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù, nhưng có thể bình tâm, đổi giận làm vui. Hoặc mơ thấy nôn mửa ra vật đen tối,
hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước hiện đến dắt dẫn ân cần, hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không, hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng, lộng quý, đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp. Hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác. Tuy nhiên, không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn, vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa. Xưa có người tên Cừ Bá Ngọc, khoảng năm 20 tuổi, đã thấy rõ được những lỗi lầm xấu ác trước đây của mình và dứt trừ sửa đổi được hết thảy. Sang đến năm 21 tuổi, mới biết những sự cải hối trước đây của mình thật ra vẫn chưa dứt hết được lỗi lầm. Sang năm 22 tuổi, thì ông nhìn lại năm 21 tuổi, quan sát những việc đã qua như trong giấc mộng, lại tiếp tục sửa lỗi. Cứ như thế, năm này sang năm khác, ông vẫn kiên trì tuần tự sửa lỗi. Cho đến năm 50 tuổi, vẫn còn nhìn lại thấy được lỗi lầm của năm 49 tuổi. Việc học sửa lỗi của người xưa là như thế. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tầm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dẫy đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ. Tuy nhiên, con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được. Chẳng hạn như tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau, hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm vẫn thường phiền não, bực dọc, hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng, hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch. Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế, thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới. Mong sao người đọc hiểu đúng được những điều như trên, để không tự dối mình. Nói, nhà nào tích chứa điều lành, ắt có thừa niềm vui. Thuở xưa, họ Nhan mang con gái, gả cho Thúc Lương Hột, vì xét thấy tổ tiên nhiều đời của ông này từng tạo nhiều phước đức. Do đó, tin chắc rằng con cháu về sau, ắt phải được hưng thịnh, tốt đẹp. Đức Khổng Tử khi ngợi khen vua Thuấn là bậc đại hiếu, có nói rằng, tông miếu tổ tiên được thờ kính, con cháu nhiều đời gìn giữ phước lành. Những lời như thế đều là sự luận giải rốt ráo, rõ ràng. Nay ta lại thử đem những chuyện có thật đã qua để chứng minh cho lập luận này. Quan thiếu sư họ Dương, tên Vinh, quê ở huyện Kiến Ninh. Tổ tiên nhiều đời làm nghề chèo thuyền, đưa người sang sông để sinh sống. Gặp lúc trời mưa lâu, nước sông suối dâng cao, dòng chảy rất xiết, cuốn trôi cả những vùng dân cư, người chết đuối cứ theo dòng sông mà trôi xuống. Những thuyền khác đều tranh nhau vớt lấy tài sản quý giá trôi trên sông. Chỉ riêng ông Cố và ông nội của thiếu sư, hai người đều hết sức lo việc cứu người, hoàn toàn không vớt lấy một chút tài vật nào. Người trong làng đều cười chê họ là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư ra đời, gia đình dần dần khá giả lên. Bỗng có vị thần hóa hình thành một đạo nhân đến bảo người nhà rằng: tổ phụ các người có âm đức lớn,
con cháu sẽ được giàu có vinh hiển, nên cải táng mộ tổ phụ vào chỗ đất này. Nói rồi chỉ cho một chỗ đất, người nhà y theo chỉ dẫn của đạo nhân mà cải táng. Chỗ ấy sau này các thầy địa lý đều gọi là Gò Bạch Thố. Về sau, sinh ra thiếu sư, còn nhỏ tuổi đã thi cử đỗ đạt, làm quan tước vị lên đến tam công. Ông cố và ông nội của thiếu sư đều được triều đình truy tặng quan tước như vậy. Con cháu về sau đều được hưng thịnh, tốt đẹp. Cho đến nay, vẫn còn nhiều người hiền đức. Dương Tự Trừng, người huyện Ngân, ban đầu vốn chỉ là một viên thư lại trong nha huyện, luôn giữ lòng nhân hậu, thi hành pháp luật một cách công bình. Quan huyện khi ấy là người nghiêm khắc, một hôm tùy tiện dùng roi đánh một người tù đến nỗi máu chảy đầy sân mà vẫn chưa hết cơn giận. Họ Dương quỳ xuống xin tha. Quan huyện nói: "Người này vi phạm pháp luật, làm trái đạo lý, ta làm sao có thể không tức giận?" Tự Trừng khấu đầu thưa rằng: "Tăng tử có nói, bề trên lỗi đạo, dân chúng phóng túng buông thả đã lâu, như hiểu được tình cảm đó thì khi xét xử tội trạng nên thương xót họ, chớ lấy việc trừng phạt được tội ác làm vui. Theo như lời ấy thì vui còn không được, huống chi lại nổi giận." Quan huyện nghe lời ấy rồi liền thôi không giận nữa. Nhà Tự Trừng rất nghèo, nhưng có ai mang quà biếu đến đều tuyệt đối không nhận. Gặp lúc thiếu lương thực, tù nhân phải chịu đói, ông thường tìm đủ mọi cách để có cho họ ăn. Ngày kia, có thêm một số tù nhân mới được giải đến, đang đợi cho ăn. Gặp lúc nhà ông đã gần hết gạo, nếu mang cấp cho tù nhân thì cả nhà phải chịu đói. Nếu giữ gạo lại ăn thì những người tù kia thật đáng thương. Ông liền đem việc ấy bàn với vợ. Vợ ông hỏi: "Những người tù ấy từ đâu chuyển đến?" Ông đáp: "Từ Hàng Châu đến, dọc đường đã phải chịu đói rất lâu, thấy rõ sắc mặt xanh lè." Nhân đó, vợ chồng ông liền lấy hết số gạo còn lại trong nhà, nấu cháo mang đến cho tù nhân ăn. Về sau, ông sinh được hai người con trai, con trưởng là Dương Thủ Trần, con thứ là Dương Thủ Chỉ. Cả hai đều làm quan lại bộ thị lang ở hai vùng Nam Kinh và Bắc Kinh. Lại có hai người cháu nội, cháu lớn làm quan đến chức hình bộ thị lang, cháu nhỏ làm quan liêm hiến ở tỉnh Tứ Xuyên, đều là những vị quan có danh tiếng. Ngày nay, các ông Sở Đình, Đức Chính đều là con cháu của Dương Tự Trừng. Trong khoảng niên hiệu chính thống, Đặng Mậu Thất cầm đầu nổi loạn ở Phúc Kiến. Những kẻ có học và dân thường cùng theo hưởng ứng rất đông. Triều đình cử quan đô hiến là Trương Giai từ huyện Ngân kéo quân về phía nam để chinh phạt. Trương đô hiến dùng mưu bắt được giặc loạn, sau đó liền cử viên đô sự họ Tạ thuộc Bố Chánh Ti của tỉnh Phúc Kiến đi truy lùng bắt giết những kẻ theo giặc loạn. Tạ đô sự cố sức điều tra được danh sách những người đã theo giặc. Sau đó, đối với những gia đình nào không có tên trong danh sách, liền kính đáo sai người đến trao cho một lá cờ nhỏ bằng vải trắng. Dặn họ vào ngày quân binh truy quét thì cắm lá cờ ấy trước cửa. Tạ đô sự lại nghiêm cấm quân lính không được giết người bừa bãi. Nhờ vậy mà cứu sống được đến hàng vạn người, không phải chết oan. Về sau, con trai của Tạ đô sự là Tạ Thiên thi đỗ trạng nguyên, làm quan đến chức tể tướng. Cháu nội là Tạ Phi cũng đỗ thám hoa. Ở huyện Bồ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến có nhà họ Lâm. Đời trước có một lão bà ưa thích làm điều thiện, thường làm bánh bột gạo rồi đem bố thí cho người, ai đến xin cũng cho, không chút phiền hà. Có một vị tiên hóa hình làm đạo nhân, sáng nào cũng đến xin đến 6-7 cái bánh. Lão bà ngày nào cũng đưa cho.
trải qua 3 năm đều đặn như vậy. Vị tiên thấy được tấm lòng chân thành của bà rồi, liền nói: Ta ăn bánh của bà đã 3 năm, biết làm sao đền đáp. Sau nhà bà có một chỗ đất, khi nào bà mất đi, dặn trước người nhà hãy chôn cất bà nơi ấy. Con cháu về sau sẽ được hưởng quan tước nhiều như số hạt mè trong một thăng mè. Người con trai theo lời mẹ dặn, chôn cất lão bà nơi chỗ đất ấy. Ngay đời sau đó, đã có 9 người đỗ đạt. Trải qua nhiều đời sau nữa, thì những người quyền quý quan tước trong họ ấy rất nhiều. Tỉnh Phúc Kiến có lưu truyền câu tục ngữ rằng: Không có họ Lâm thì không lập được bảng vàng. Ý nói không một khoa thi nào lại không có người họ Lâm đỗ đạt. Cha của quan thái sử Phùng Trác Am khi còn học ở trường huyện, vào một ngày mùa đông cực kỳ rét buốt, dậy sớm đến trường học. Giữa đường bỗng nhìn thấy một người bị ngã nằm trong đống tuyết, đến sờ vào thì thấy đã bị tê cứng đến nửa người rồi. Ông liền cởi chiếc áo ấm đang mặc ra đắp cho người ấy, rồi đưa về nhà cứu sống. Sau đó ông mộng thấy một vị thần bảo rằng: Ông cứu được một mạng người, có tâm chí thành, nay ta sai Hàng Kỳ đến làm con ông. Nhân đó nên đến khi sinh con trai, liền đặt tên là Phùng Kỳ, sau mới lấy hiệu là Trác Am. Quan Thượng Thư họ Ưng, người Đài Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuở còn thanh niên học tập trong vùng núi, ban đêm có bọn ma quỷ tụ tập kêu rú, thường khiến mọi người kinh sợ, nhưng riêng ông không chút sợ sệt. Một đêm nọ, ông nghe tiếng quỷ nói: Có một phụ nữ kia, vì chồng đi xa đã lâu không về, cha mẹ chồng nghĩ là con mình đã chết, nên ép cô ấy phải lấy chồng khác. Cô ấy không chịu, nên đêm mai sẽ thắt cổ tự tử ở nơi ấy. Vậy là ta có người thế thân rồi. Họ Ưng nghe biết được tên người phụ nữ trong câu chuyện, liền ngầm bán ruộng nhà được 4 lượng bạc, rồi viết một bức thư giả làm thư của người chồng gửi về nhà, kèm theo cả 4 lượng bạc. Cha mẹ chồng của người phụ nữ kia được thư, xem chữ viết không phải của con mình nên nghi ngờ, nhưng rồi lại nghĩ, thư có thể giả, nhưng tiền làm sao giả được. Vì thế, họ cho rằng con mình vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ kia nhờ vậy không bị ép lấy chồng khác. Về sau, người chồng quay về, vợ chồng lại được đoàn tụ như xưa. Một đêm, họ Ưng lại nghe quỷ nói với nhau: Ta đã sắp có người thế thân, chỉ do gã tú tài này phá hỏng chuyện của ta. Có con quỷ gần đó hỏi: Sao mày không hại nó? Quỷ kia đáp rằng: Thượng đế thấy người này tâm địa tốt lành, nên đã truyền lệnh ghi âm đức cho ông ta sau này sẽ làm quan thượng thư. Tao làm sao có thể hại được? Họ Ưng nghe như vậy, càng thêm nỗ lực. Việc thiện ngày càng làm được nhiều hơn, phước đức càng thêm sâu dày. Gặp năm mất mùa đói kém, ông liền mang gạo của nhà ra cứu giúp cho người đói. Gặp người thân thích có việc nguy cấp, ông liền ân cần giúp đỡ họ vượt qua. Gặp những hoàn cảnh trái nghịch, ông thường quay lại tự xét lỗi mình rồi vui vẻ chấp nhận. Con cháu của ông đỗ đạt thành danh, tính đến nay số lượng rất nhiều. Huyện Thường Thục thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Từ Thức, hiệu Phượng Trúc. Cha ông vốn là người giàu có, gặp một năm mất mùa đói kém. Cha ông là người trước tiên trong toàn huyện đề xướng việc hủy bỏ không thu tô của nông dân, sau đó lại mang lúa gạo trong nhà ra phân phát cứu giúp người đói thiếu. Đến đêm, nghe tiếng quỷ thần nơi cửa trước hô to rằng: Ngàn vạn lần quyết không lừa dối, tú tài nhà họ Từ sẽ đổ cử nhân. Nhiều đêm liên tiếp đều nghe tiếng hô to như vậy. Năm ấy, Phượng Trúc dự kỳ thi hương quả nhiên đổ cử nhân. Cha ông nhân đó
càng nỗ lực làm thiện, ngày càng nhiều hơn, không chút biến trễ. Những việc như tu sửa cầu đường, cúng dường trai tăng, cứu giúp người nghèo đói, cho đến hết thảy những việc mang lại lợi ích cho người khác, ông đều cố hết sức làm. Về sau, lại nghe tiếng quỷ thần hô to nơi cửa trước rằng, ngàn vạn lần quyết không lừa dối, cử nhân nhà họ Từ sẽ làm quan đến chức đô đường. Về sau, Phượng Trúc quả nhiên làm quan đến chức tuần phủ lưỡng chiết. Có viên chủ sự bộ hình tên Đồ Khang Hy là người quê ở phủ Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang. Một đêm nọ, ông vào trong ngục thận trọng tra hỏi tỉ mỉ trường hợp của từng người tù, qua đó phát hiện được một số người vô tội. Ông không lấy đó làm công lao của riêng mình, liền bí mật viết hết lời khai của các tù nhân thành văn bản, trình lên quan thượng thư bộ hình. Sáng sớm hôm sau, khi xét xử tội nhân, quan thượng thư dựa theo những lời ông đã báo lên mà tra hỏi. Hết thảy tù nhân đều khâm phục nhận chịu, nhờ đó làm rõ và phóng thích được hơn 10 người bị oan. Bấy giờ, qua sự việc ấy, dân chúng ở Kinh Đô đều ca tụng quan thượng thư là người sáng suốt. Đồ Khang Hy lại thưa với quan thượng thư rằng, ngay ở chốn kinh thành mà còn có nhiều người dân bị oan ức, dân chúng bốn phương số nhiều đến hàng triệu người, lẽ nào lại không có những kẻ bị oan? Vì thế, cứ 5 năm một lần, triều đình nên cử một vị quan giảm hình về các địa phương tra xét sự thật các vụ án để phán xử lại cho công bằng. Quan thượng thư trình tấu đề nghị ấy lên triều đình, được chuẩn y. Bấy giờ, Đồ Khang Hy cũng được đề cử làm một trong số các quan giảm hình. Đêm nọ, Đồ Khang Hy mộng thấy một vị thần bảo rằng, mạng số của ông vốn không có con, nay ông đề nghị việc giảm hình rất hợp lòng trời. Ngọc Đế ban cho ông 3 người con, về sau đều sẽ được áo tía đai vàng. Đêm ấy, vợ ông có thai, rồi sinh ra con trai là Đồ Ứng Huân. Sao lại sinh được Đồ Ứng Khôn, Đồ Ứng Tuấn? Cả 3 người con ấy, sao đều được quan tước hiển vinh? Phủ Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Bao Bằng, tự là Tính Chi. Cha ông làm quan thái thú Trì Dương, sinh được 7 người con. Bao Bằng là con út, làm rể nhà họ Viên ở huyện Bình Hồ, cũng thuộc phủ Gia Hưng. Ông Bao Bằng với cha tôi có giao tình hết sức thân mật. Ông học trọng tài cao, nhưng đi thi nhiều lần không đỗ, liền quay sang chú tâm vào Phật học và lão học. Một hôm, ông dạo chơi ở Mão Hồ về phương Đông, bỗng gặp một ngôi chùa làng có pho tượng Quán Âm, đứng trong chùa mà bị nước dột thấm ướt hết. Ông lục trong túi còn được 10 lượng bạc, liền trao hết cho thầy trụ trì để tu sửa mái chùa. Thầy trụ trì nói việc này tốn kém nhiều mà tiền như vậy quá ít, e không thể làm được. Bao Bằng liền lấy ra 4 xấp vải tùng, lại soát trong rương hành lý được 7 cái áo vải kép loại tốt, chỉ vừa mới mua, liền trao tất cả cho thầy trụ trì. Người hầu có ý ngăn cản, Bao Bằng liền nói, chỉ cần Thánh Thượng Bồ Tát không bị hư hoại, ta dù không mặc áo cũng chẳng hề gì. Thầy trụ trì cảm động rơi nước mắt, nói, đem tiền vải, áo cúng dường cũng không phải việc khó làm, nhưng tâm chí thành như ông thật không dễ có. Khi việc tu sửa ngôi chùa đã hoàn thành, Bao Bằng lại đưa cha mình cùng đi đến viếng chùa, nghỉ đêm lại đó. Ông mộng thấy có vị hộ pháp đến cảm tạ và nói, con ông sẽ được hưởng lộc ở đời. Về sau, con trai ông là Bao Biện, cháu nội là Bao Sanh Phương, đều đỗ đạt làm quan vinh hiển. Huyện Gia Thiện thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Chi Lập. Cha ông trước đây là một viên thư lại,
giúp việc hình án trong huyện. Có người tù vô tội nhưng bị hãm hại phải chịu tội tử hình. Ông thấy vậy thương xót, muốn tìm cách xin cho được sống. Người tù nhân lúc vợ vào thăm, nói với vợ rằng: "Ông Chi có lòng tốt cứu giúp, tôi thật hổ thẹn không biết lấy gì báo đáp. Ngày mai nàng hãy mời ông ấy đến nhà chơi, xin được đem thân hầu hạ chăn gối. Nếu ông ấy chấp nhận thì tôi có thể giữ được mạng sống." Người vợ khóc mà vâng lời. Hôm sau, khi ông Chi đến nhà, người vợ tự mình ra hầu rượu, nói rõ ý chồng mình. Ông Chi không chấp nhận, nhưng sau đó vẫn đem hết sức lo liệu sự việc. Khi người tù được tha, vợ chồng cùng đến nhà ông bái tạ rồi nói: "Ân đức của ông thật trên đời hiếm có. Nay biết ông không có con, chúng tôi có đứa con gái vừa lớn, xin cho được theo làm hầu thiếp lo liệu việc nhà. Như vậy cũng là theo đúng lễ nghi." Ông Chi liền lo đủ lễ vật mà cưới về. Sau sinh ra Chi Lập, 20 tuổi đã thi đỗ đầu bảng, sau làm quan đến chức khổng mục trong Hàn Lâm Viện. Chi Lập sinh con là Chi Cao. Chi Cao sinh ra Chi Lộc, đều đỗ cử nhân, học vấn uyên bác. Chi Lộc lại sinh ra Chi Đại Luân, thi đỗ tiến sĩ. 10 trường hợp vừa kể trên, việc làm của mỗi người đều khác biệt, nhưng giống nhau ở một điểm, tất cả đều là việc thiện. Tuy nhiên, xét đến chỗ tinh yếu cặn kẽ mà nói, thì việc làm thiện còn có phân ra chân thật khác với giả dối, ngay thẳng khác với tà vậy. Tích âm đức khác với tạo phước ở đời, đúng đắn khác với sai lầm, lệch lạc khác với chính đáng, một phần khác với trọn vẹn, lớn lao khác với nhỏ nhặt, khó khăn khác với dễ dàng. Hết thảy đều nên luận xét đến chỗ sâu xa. Nếu làm việc thiện mà không thấu hiểu cặn kẽ đạo lý, ắt có khi tưởng mình đang làm việc thiện mà không biết đó là tạo nghiệp xấu. Như vậy thì khổ nhọc tâm trí cũng chỉ là uổng phí, chẳng được ích lợi gì. Như thế nào là chân thật khác với giả dối? Xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn Hòa Thượng Trung Phong, thưa hỏi rằng: "Nhà Phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như bóng theo hình, nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu không được hưng thịnh, lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu họ sung túc thịnh vượng. Như vậy, thuyết của nhà Phật thật chẳng lấy gì để làm bằng cứ cả." Hòa Thượng Trung Phong đáp: "Khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch, thì con mắt chân chánh chưa thể khai mở. Đối với việc thiện mà xem là ác, đối với việc ác lại xem là thiện. Những việc như thế rất thường gặp. Sao các ông không tự trách chỗ thấy biết điên đảo sai lầm của mình, mà ngược lại quán trách sự báo ứng của đạo trời cho là sai lệch?" Các nho sinh liền hỏi: "Thiện và ác là hai điều trái ngược nhau, sao có thể nhận biết điên đảo như thầy nói?" Hòa Thượng liền bảo họ, mỗi người hãy đưa ra sự mô tả để phân biệt thiện ác. Một người nói: "Mắng nhiếc, nhục mạ người khác là ác, cung kính, lễ phép với người khác là thiện." Hòa Thượng Trung Phong nói: "Chưa hẳn đã là như vậy." Một người khác nói: "Tham muốn tiền của, làm bậy để lấy của người khác là ác, ngay thẳng thanh bạch, không lừa gạt lấy của người khác là thiện." Hòa Thượng Trung Phong lại nói: "Chưa hẳn đã là như vậy." Mỗi người trong nhóm nho sinh đều nói ra cách hiểu của mình. Hòa Thượng Trung Phong đều bảo là chưa đúng. Cuối cùng, cả nhóm cùng thưa thỉnh ngài nói ra lý lẽ đúng thật. Hòa Thượng bảo họ: "Việc làm mang lại lợi ích cho người khác, đó gọi là thiện. Việc làm chỉ mưu lợi ích riêng cho bản thân mình, đó gọi là ác. Nếu có thể mang lại lợi ích cho người, thì việc mắng nhiếc, nhục mạ người cũng đều là thiện.
Nếu chỉ vì lợi ích riêng tư cho bản thân mình, thì việc cung kính, lễ phép với người khác cũng đều là ác. Vì thế, người làm việc thiện lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung, thì việc chung ấy là chân thật. Xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư, việc mưu lợi riêng tư ấy ắt là giả dối. Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật, không xuất phát từ bản tâm, chỉ bắt chước làm theo là giả dối. Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật, vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối. Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét, phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối. Như thế nào là ngay thẳng khác với tà vậy? Người đời nay thấy những kẻ thật thà dễ sai bảo thì xem đó là người hiền lành mà chọn dùng. Bậc thánh nhân xưa kia thà chọn dùng những người có chí khí hướng thiện hoặc có quyết tâm không làm việc ác. Với những kẻ thật thà dễ sai bảo, tuy ở trong một thôn xóm thì có thể xem là tốt, nhưng đối với nền đạo đức chung thì đó là những kẻ gây tổn hại vì chỉ biết thuận theo thế tục chứ không hề có ý chí hướng thiện. Cho nên, cách phân biệt thiện ác của người thế tục đem so với bậc thánh nhân rõ ràng có sự trái ngược nhau. Từ đó mà suy ra, hết thảy những sự lựa chọn yêu ghét, lấy bỏ của người đời cũng đều có sai lầm. Sự phân biệt những điều phước thiện hay tà ác, họa hại của quỷ thần cũng đều tương đồng với sự phân biệt những điều đúng đắn hay sai lầm của bậc thánh nhân, nhưng lại khác biệt với những sự phân biệt yêu ghét, lấy bỏ của người đời. Vì thế, nếu muốn làm thiện tích đức, chắc chắn không thể tùy theo những điều tai nghe mắt thấy của riêng mình, mà phải xuất phát từ cội nguồn sâu thẳm, kín đáo trong tâm, âm thầm tu sửa, gột rửa, dứt sạch mọi điều tà vậy. Nếu chỉ còn duy nhất một tâm nguyện cứu người giúp đời, đó là làm thiện một cách ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm dối người gạt đời, ắt đó là làm thiện một cách tà vậy. Nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện thương người yêu đời, đó là ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm giận người hận đời, ắt đó là tà vậy. Nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện cung kính người khác, đó là ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm bỡn cợt, ắt đó là tà vậy. Những lý lẽ phân biệt như thế đều nên phân tích khảo xét cho thật kỹ lưỡng. Như thế nào là tích âm đức khác với tạo phước ở đời? Những việc thiện mà người đời thấy biết được, đó là tạo phước ở đời. Những việc thiện mà người đời không hay biết, đó là tích âm đức. Tích âm đức thì được trời báo đáp, còn tạo phước ở đời thì được hưởng tiếng tốt. Tiếng tốt đó cũng là phước báo vậy. Nhưng danh tiếng vốn là chỗ đối kỵ với lẽ tự nhiên của tạo vật. Người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực xứng đáng thì đa phần đều phải chuốc lấy tai họa. Người nào không có lỗi lầm xấu ác gì mà phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt. Sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước ở đời thật hết sức tinh tế, nhỏ nhặt khó thấy. Như thế nào là đúng đắn khác với sai lầm? Nước Lỗ vào thời Xuân Thu có luật định rằng người nước Lỗ khi bỏ tiền ra để chuộc dân nước Lỗ bị bắt làm nô lệ từ các nước chư hầu khác về đều có thể đến quan phủ địa phương nhận lại số tiền đó. Tử Cống chuộc người về nhưng không chịu nhận lại tiền. Khổng Tử biết chuyện liền chê trách, nói: "Trò tứ làm sai rồi. Bậc thánh nhân làm việc gì đều nhắm đến việc sửa đổi phong tục tập quán cho tốt hơn để dẫn dắt dạy dỗ người đời,
những điều có thể làm được, chứ không chỉ riêng tự thân mình làm. Nay ở nước Lỗ, rất ít người giàu có, đa số là dân nghèo. Nếu chuộc người về rồi nhận lại tiền mà xem là không liêm khiết, thì làm sao tiếp tục chuộc người khác nữa? Từ nay về sau, e rằng sẽ không còn ai chuộc dân Lỗ bị bắt làm nô lệ ở các nước khác về nữa rồi. Lại khi Tử Lộ cứu sống một người suýt chết đuối, người ấy mang một con trâu đến tạ ơn. Tử Lộ nhận lấy. Khổng Tử biết chuyện vui mừng nói: từ nay nước Lỗ ắt sẽ có nhiều kẻ dám liều mình cứu người chết đuối. Nếu theo cách nhìn của người thế tục thì tử cống chuộc người mà không nhận lại tiền là tốt, còn Tử Lộ cứu người mà nhận trâu là xấu. Thế nhưng Khổng Tử lại khen Tử Lộ mà chê Tử Cống, cho nên biết rằng việc làm thiện không xét theo sự việc đang xảy ra, mà phải xét đến những ảnh hưởng lan rộng ngấm ngầm theo sau sự việc ấy. Không xét theo hiện tại nhất thời, mà phải xét về tác động lâu dài. Không xét riêng một người, mà phải xét đến ảnh hưởng đối với nhiều người. Nếu việc đang làm tuy là việc thiện, nhưng ảnh hưởng lan rộng có hại cho người khác, thì việc ấy tuy có vẻ như thiện, nhưng kỳ thật lại là sai lầm. Nếu việc đang làm tuy là bất thiện, nhưng ảnh hưởng lan rộng có thể cứu giúp người khác, thì việc ấy tuy có vẻ như bất thiện, nhưng kỳ thật lại là đúng đắn. Ở đây chỉ lấy riêng một ý tiêu biểu là thiện và bất thiện mà luận giải. Còn những ý nghĩa khác như việc làm hợp đạo nghĩa lại giống như phi nghĩa, việc làm đúng lễ giáo lại giống như trái lễ, việc làm giữ đúng chữ tín lại giống như bất tín, việc làm từ ái lại giống như không có lòng từ, hết thảy đều nên phân biệt chọn lựa cho rõ ràng. Như thế nào là lệch lạc khác với chính đáng? Tể tướng Lã Văn Ý khi mới từ quan về quê, dân chúng khắp nơi trong nước đều hết lòng kính ngưỡng, xem như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu. Có một người cùng làng uống rượu say, mắng chửi ông. Ông không giận, nói với người hầu rằng: người ấy say rồi, đừng so đo với hắn. Rồi đóng cửa lại không quan tâm đến. Qua năm sau, người ấy phạm tội tử hình bị giam vào ngục. Lã Văn Ý biết chuyện lấy làm hối hận, nói: phải chi hồi đó ta có chút lưu tâm việc sai trái của hắn, bắt giao cho quan phủ trị tội. Ắt là hắn phải chịu sự trừng phạt nhỏ mà có thể ngăn ngừa được tội ác lớn. Ta khi ấy chỉ muốn giữ lòng nhân hậu, không ngờ lại nuôi dưỡng cái ác của kẻ ấy cho đến nỗi thành ra sự việc như hôm nay. Đó là có lòng lành nhưng lại thành ra làm việc xấu. Lại có trường hợp khởi tâm xấu ác nhưng lại làm được việc tốt lành, như có nhà kia hết sức giàu có, gặp năm mất mùa đói kém, có đám dân cùng khốn cướp lúa thóc nơi chợ búa ngay giữa ban ngày, báo lên quan huyện nhưng quan huyện không giải quyết. Những người kia thấy vậy lại càng phóng túng hơn, cuối cùng nhà giàu ấy liền tự ý bắt giam những kẻ cướp, nhờ vậy dân chúng mới được yên ổn. Nếu không làm thế, ắt cả vùng đều loạn cả. Cho nên, làm việc thiện là chính đáng, làm việc xấu ác là lệch lạc, điều ấy thì ai cũng biết. Nhưng khởi tâm thiện mà làm thành việc xấu ác, ấy là trong chỗ chính đáng mà thành lệch lạc. Khởi tâm ác mà làm thành việc thiện, ấy là trong chỗ lệch lạc mà thành chính đáng. Những điều như thế không thể không suy xét rõ. Như thế nào là một phần khác với trọn vẹn? Kinh dịch nói, điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt. Điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân. Kinh thư nói, tội ác của nhà thương như tiền sâu thành chuỗi, không phải chỉ trong một lúc mà thành. Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa, ắt có ngày sẽ đầy đủ
trọn vẹn. Nếu biến trễ không tích chứa, ắt chỉ được một phần, không thể chứa đầy trọn vẹn. Đó là một cách giải thích về sự khác biệt giữa một phần hay trọn vẹn. Lại nữa, ngày xưa có một cô gái đến chùa, muốn cúng dường nhưng không có nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn 2 đồng xu, liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo 1.000 lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo 1.000 lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng làm lễ hồi hướng rồi thôi. Cô ấy liền hỏi, ngày trước con cúng dường chỉ có 2 đồng xu, thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả 1.000 lượng bạc mà thầy không tự thân làm lễ hồi hướng là vì sao? Thầy trụ trì đáp, số tiền trước đây tuy ít, nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành. Nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối thì không xứng với công đức ấy. Nay số tiền cúng dường tuy nhiều, nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước. Có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi. Như thế, cúng dường 1.000 lượng bạc, nhưng thiếu tâm thành thì vẫn chỉ là việc thiện một phần. Mà cúng dường chỉ 2 đồng xu với tâm chí thành được xem là trọn vẹn. Lại xét chuyện chung ly truyền pháp luyện đan cho Lã Tổ, có thể biến sắc thành vàng. Lã Tổ hỏi, cuối cùng rồi vàng có trở lại thành sắc không? Chung ly đáp, sau 500 năm sẽ trở lại thành sắc. Lã Tổ nói, như vậy ắt sẽ làm hại người 500 năm sau. Tôi không muốn làm như vậy đâu. Chung ly nói, người tu tiên nhất thiết phải tích chứa đủ 3.000 công hạnh. Nhưng chỉ một lời này của ông đã trọn đủ 3.000 công hạnh rồi. Đây cũng là một cách giải thích khác. Lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác, bên trong không thấy có bản thân mình là người cứu giúp, bên ngoài không thấy có người được cứu giúp, khoảng giữa không thấy có tài vật được mang ra cứu giúp, đó gọi là thấu suốt bản thể của người thí, vật thí và kẻ nhận thí đều không thật, cũng gọi là tâm thanh tịnh chuyên nhất. Được như vậy thì một đấu thóc cũng có thể gieo trồng công đức không bờ bến, 1 đồng xu cũng có thể làm tiêu trừ tội lỗi trong 1.000 kiếp. Nhưng nếu như tâm này chưa được rõ ràng thanh tịnh, thì dẫu đến vạn vật vàng ròng mang làm việc thiện, phước đức vẫn không đầy đủ, trọn vẹn. Đây cũng là một cách giải thích khác. Như thế nào là lớn lao khác với nhỏ nhặt? Thuở xưa, Vệ Trọng Đạt là một quan chức Hàn Lâm Viện, tự thấy mình bị bắt đưa đến âm ti. Diêm Chúa sai thư lại trình lên những ghi chép thiện ác của Trọng Đạt đã làm ở dương gian. Khi so sánh thì thấy những ghi chép xấu ác quá nhiều, bày ra choáng đầy cả sân, còn việc thiện thì quá ít, chỉ được ghi trên một mảnh lụa cuộn tròn lại, nhỏ như chiếc đũa. Diêm Chúa sai đặt tất cả lên 2 bên đòn cân để so sánh nặng nhẹ. Hóa ra hết thảy những ghi chép xấu ác bày ra đầy sân kia lại nhẹ hơn cuộn giấy lụa ghi việc thiện cuộn lại, chỉ nhỏ như chiếc đũa. Trọng Đạt thưa hỏi, tôi năm nay chưa đến 40 tuổi, sao có thể nhiều việc xấu ác đến như thế? Diêm Chúa đáp, một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác, không đợi đến lúc ông thực sự làm. Nhân đó, Trọng Đạt lại hỏi xem trong cuộn giấy lụa kia ghi chép những gì. Diêm Chúa đáp, triều đình trước đây huy động rất nhiều dân công tu sửa cầu đá ở Tam Sơn. Ông có dân sớ can ngăn việc ấy,
trong đó ghi lại bản sớ của ông. Trọng Đạt thắc mắc, tuy tôi có can ngăn thật, nhưng triều đình không nghe theo, thì việc ấy nào có ích lợi gì? Làm sao lại có tác dụng mạnh mẽ hơn tất cả những điều xấu ác như vậy? Diêm Chúa đáp, triều đình tuy không nghe theo việc ấy, nhưng một ý niệm của ông khởi lên vốn đã là vì lo lắng cho tất cả muôn dân nên được như vậy. Ví như triều đình chịu nghe theo ông, thì tác dụng của việc thiện ấy lại càng mạnh mẽ hơn thế nữa. Cho nên, nếu tâm niệm hướng về khắp cả muôn người, thì dù việc thiện nhỏ cũng thành lớn lao. Nếu chỉ riêng lo cho bản thân mình, tuy có làm nhiều việc thiện cũng chỉ xem là nhỏ nhặt. Như thế nào là khó khăn khác với dễ dàng? Các vị nho gia ngày trước dạy rằng, muốn tự chế phục bản thân thì phải khởi đầu từ chỗ khó chế phục nhất. Khổng Tử bàn về việc tu sửa đức nhân cũng nói, phải khởi sự trước nhất từ chỗ khó. Muốn khởi đầu từ chỗ khó, ắt phải học theo như ông họ Thư ở Giang Tây. Bỏ ra cả 2 năm lương bổng ít oi của mình để thay người khác nộp tiền phạt lên quan phủ, giúp cho vợ chồng người ấy được khỏi cảnh chia lìa. Lại như ông họ Trương ở Hàm Đan, đem hết số tiền dành dụm khó nhọc trong 10 năm để thay người khác nộp tiền chuộc thân, cứu sống được vợ con người ấy. Những người như thế đều có thể buông bỏ được điều rất khó buông bỏ là quyền lợi của bản thân. Lại như ông già họ Cận ở Trấn Giang, tuy tuổi già vẫn chưa có con, nhưng không chấp nhận lấy một cô gái nhỏ tuổi làm thiếp mà trả lại cho gia đình người hàng xóm. Đó là những trường hợp nhẫn chịu được điều khó nhẫn chịu, nên cũng được trời ban phước sâu dày. Thông thường, những người giàu có, quyền thế thì việc tạo công đức thật dễ dàng. Nhưng nếu dễ mà không chịu làm, đó là tự hủy hoại chính mình. Những người nghèo khổ muốn làm việc tạo phước đức đều rất khó khăn. Nhưng khó khăn mà có thể làm được, ấy mới là điều rất đáng quý. Việc tùy duyên cứu giúp người khác có muôn hình vạn trạng. Nhưng lược nói theo những điểm đại cương thì có thể phân ra 10 loại. 1. Cùng người khác làm việc thiện. 2. Giữ lòng yêu kính đối với người khác. 3. Giúp thành tựu những điều tốt đẹp của người khác. 4. Khuyên bảo người khác làm việc. Giải thích. Từ vô thủy đến nay, chúng ta ở trong tam giới. Tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh khó điều phục. Thế nên vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin. Bởi họ nói, phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao,
mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý, nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân, để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say, giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự, thanh bình, an vui. Đến khi thức dậy, heo đực, heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống, sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm. Hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, thời báo Sinh Mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, vân vân. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì.
Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn. Nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh. Sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lớp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế? Bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thật ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt, hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn gá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng, dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày, ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì,
thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn: Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích: Trong nhiều kinh Phật thuyết đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này, nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ, toi mạng ngoài ý muốn. Đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên người muốn học Phật trước phải học làm người, muốn làm người trước phải hiếu thuận cha mẹ, kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời rải qua tán thán cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn: Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, phỉ báng tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tính thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ báng các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành, sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: Kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tín thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ báng chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ. Kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác, nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng. Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào, nên tôi không biết đến Phật Pháp. Hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi. Chỉ nghĩ chết là hết, vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc an lạc. Do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu, mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này, nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình. Vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người, nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó. Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, mà tôi thì thích có nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả. Tất nhiên, các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia, vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết. Mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ,
nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi. Tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái, cộng với nhan sắc diễm lệ, thì tôi tha hồ muốn gì có đó. Vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích, tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu, hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục, đáng xấu hổ. Trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống. Từ 18 đến 24 tuổi là 6 năm tôi sống như bà hoàng. Như tôi đã nói, có nhan sắc là có tất cả. Tôi là cô gái thực dụng, người si mê tôi có rất nhiều. Nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ si tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngó đếm thì trong túi phải đầy ắp tiền. Tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già yêu trẻ. Đối với người già, tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi thì cũng tốt. Đối với cha mẹ, tôi ngỗ nghịch hay cãi, ngang nhiên trả treo. Mấy mươi năm nay chưa từng đem tiền về nuôi song thân, cũng không thương em út, toàn là gây cãi không ngừng. Nhìn ai, tôi cũng thấy họ không tốt. Khi tôi 25 tuổi, nghĩ mình không còn trẻ, chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa. Thế là tôi cắt đứt quan hệ, chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng. Sau đó, tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật tạo hình thể giả, minh chứng mình là gái tân. Làm vậy để sau này nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái đóng vai gái nhà lành. Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi, thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có, nên tôi đồng ý quen. Cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả thì khó mà thu thúc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng, chưa làm lễ kết hôn thì tôi và anh ta đã vội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét, thưởng thức toàn văn hóa đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thô tục, ủy trược. Hai đứa có cùng chí hướng, đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc. Cuối cùng, do hay gây cãi mà chia tay. Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe. Đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp, bướu cổ, đau khớp, thị lực giảm, vân vân, đành uống thuốc chữa trị. Trong thời gian này, vì kinh tế túng bấn, nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài. Năm 27 tuổi, qua trang web hẹn hò trên mạng, tôi quen một nam nhân. Vì đang cần kết hôn, sợ anh ta biết quá khứ của mình, tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiếp. Lúc này, tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau. Nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta. Kết quả chưa được mấy tháng, bất hòa phát sinh ngày càng lớn, phải chia tay. Lúc này tôi đã có thai, vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai. Sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai, tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân. Cảm thấy anh này quá hợp, thế là chưa đầy 3 tháng, tôi đã kết hôn, sau đó lại ly hôn. Ly hôn rồi, vì cần người cung phụng vật chất, tôi tiếp tục gian díu thầm lén với một đại gia đã có vợ.
tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc. Sau này, nhờ học Phật, tôi mới hiểu ra. Tính tôi rất thích ăn mặc hở hang, tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn, mới thu hút tia nhìn của người khác giới. Khi giao du, tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa, chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình, tay nắm, chân chạm. Tôi mang một nhan sắc đẹp, nhưng tâm tư thì băng hoại, vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm. Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết. Vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán xầm xì, nên một đồn mười, mười đồn trăm. Rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi, biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn, nên tất cả đều xem thường tôi, luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch. Cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt, xem như tôi đã hủy hoại danh dự cả nhà. Tôi bị sốc nặng vì dư luận khó kham. Tôi đã tự sát nhưng không thành. Lúc đó, tâm tư tôi như muốn quá điên, vì thấy đời mình xem như chấm hết. Ban ngày thì đầu óc hỗn loạn mê muội, đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt, tinh thần bị đả kích rất mạnh. Chừng cường giáp trị lành trước đây lại tái phát, tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều. Nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc, tôi lại càng buồn khổ. Khi thấy mình thui thủi cô đơn, sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đường hoàng, một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc, bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã thèo lẻo tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang net vô văn hóa, dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mạ lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi. Tôi nguyền rủa họ, dùng những ngôn từ tục tằn khó nghe để trả thù trút hận. Bây giờ nhớ lại, thấy mình tạo nghiệp trên mạng thật rất đáng sợ. Do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy. Ngoài tai tiếng, nhan sắc tôi còn bị xuống cấp, xấu dần đi. Để tránh dư luận, tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa. Hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại, bệnh tật, hệ thống miễn dịch thấp, dễ bốc hỏa, máu huyết không đều, âm đạo viêm, thị lực giảm, vân vân. Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt. Những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương. Tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ, cứ nhìn chằm chằm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị. Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm, đã từng có ý nghĩ, dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Bây giờ tôi đang tuột dốc tận đáy xã hội, sống đơn độc, không con, không của cải, công tác không ổn định, chức vụ thấp, lương ít, thường đổi công tác luôn. Làm việc nhiều năm, vẫn là nhân viên quèn, bị người sai khiến, đi làm khổ như địa ngục. Mấy năm nay, tôi không có bạn bè, chung quanh toàn là ác duyên, tôi rất cô độc, không chồng, không xe, không nhà, không điền sản,
chỉ có thể nương vào cha mẹ. Trước đây tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều, đằng đằng khí thế, giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội. Trong những ngày tháng đau khổ tận cùng, tình cờ tôi lên nét gặp những trang Hoằng Pháp của Phật giáo, xem truyện Báo Ứng Nhân Quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng kinh ăn chay, đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình, thấy họ nguyện hoàn lương tu học theo pháp Phật. Tôi cũng tỉnh giác theo, tự thệ từ nay sẽ học Phật, hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ. Nhờ nghiên cứu giáo lý Phật, tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tính ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn, không bạn bè. Ác báo đã giáng xuống tôi rất công bình và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó kham, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thệ ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y Tam Bảo, thệ ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa và nghiêm trì ngũ giới được hơn một năm, thì mọi sự dần chuyển tốt. Khí sắc tôi cũng hồi phục, bệnh tật được bình ổn. Hiện tại tôi không còn khổ đau, càng hành Phật Pháp càng an lạc. Tôi không còn cô đơn, vì có nhiều pháp lữ đồng tu chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt tình khuyến khích, dìu dắt tôi trên con đường đạo. Tôi viết bài này để phát lộ sám hối, bày tỏ lòng ăn năn chân thành, và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ. Xin đừng sống như tôi, xin đừng tà dâm, vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình, ác báo nhất định sẽ ập tới. Nếu không nhờ nghiên cứu tu học Phật Pháp, thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần, hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ, đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung. Chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu. Sau khi biết Phật Pháp rồi, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, không dứt bỏ mình nữa. Tôi thệ dứt ác tu thiện, nỗ lực làm người tốt, nguyện tận lực hành theo Pháp Phật, tuân giữ triệt để các giới Phật chế dành cho người tại gia. Tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh, khi sinh ra dù mang thân nam hay nữ, nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết. Cảm ơn trang nét Phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại. Sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời. Tôi cũng mong Phật Pháp được truyền rộng rãi, khiến mọi người được biết đến, đồng tu sửa, thoát khổ đau. Đối với tôi, Phật Pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận, vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mê. Nếu như tôi biết Phật Pháp sớm, nếu như tôi được giáo dục hành theo Phật Pháp ngay từ nhỏ, thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại. Văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi. LH, năm 2017.
Lời người dịch: Sư Quảng Hóa là đệ tử của Hòa Thượng Từ Hàn, một vị cao tăng nổi danh ở Đài Loan, sau khi viên tịch đã lưu lại nhục thân bất hoại. Dù lúc ở đời Sư Quảng Hóa từng sát sinh rất nhiều, nhưng sau khi xuất gia, nhờ giữ giới tinh nghiêm, hành pháp chân chính mà sư đạt được nhiều lợi ích và đã kể ra những câu chuyện thú vị. Bây giờ mời bạn đọc tiếp câu chuyện của sư. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài, thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức, thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức, thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc. Để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu, thì con cháu mới nhờ được vậy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ, thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn, hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành, thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta, người, thân, sơ mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này, thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi
có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời, thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. Bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ương. Lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt. Bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân. Nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Thầm giao với nhau, cốt ở lòng chân tình. Không vì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong, lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc để thử họ. Thế gian nhiều người, tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc. Nghĩa là, nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên, chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti, vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối, bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy, bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề.
Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình xiết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa. Tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo. Nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên. Cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng. Việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua. Thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền, phải nên bố thí. Tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh. Danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy, các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế, niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi. 55. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta quá bận tâm đến sự được và mất, cho nên tâm hồn không thể bình thản. Tâm trạng an nhàn vui tươi cũng không còn và thường bị thay thế bởi sự sầu lo. Quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an, mà không biết hạnh phúc và bình an ngay dưới từng gót chân ta và ngay trong ngôi nhà mình. Nếu bạn muốn đi tìm bình an ở bên ngoài, thì có một ngày bạn sẽ thất vọng. 56. Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là ở 18 tầng địa ngục như trong sách đã thường nói, mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của con người do nhân duyên tác động, làm cho bạn sống không được mà chết cũng không xong. Bạn nên biết, cảnh do tâm sinh. Tâm đã lạnh
thì mặt trời cũng không làm cho ấm lại. Tâm đã nóng, băng tuyết cũng phải tan chảy ra. Do vậy, chúng ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề. Phải trở về nội tâm, buông bỏ các duyên, nhất tâm an tịnh, biến những ngọn sóng to phiền não trở thành mặt hồ tâm tĩnh lặng. 57. Tiềm năng và năng lực từ nội tâm của con người thật to lớn, không thể dùng lời để diễn tả được. Nhưng ít có ai có thể cảm nhận được điều này. Niềm vui của tự tâm là từ chánh niệm đem lại. Niềm vui này không có cái vui nào ở thế gian mà so sánh được và người nào cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này có thể khái quát bao gồm trong một chữ tâm. 58. Phần nhiều người sống trên đời thường mơ ước phải chi đời sống của mình thật đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có cái ấy. Đây là điều không những tham mà còn quá dại dột. Thật ra, khó khăn giúp chúng ta kiên cường hơn. Nếu cuộc đời ai đó hoàn toàn không hề có giông bão, phong ba, cuộc đời như vậy thật là vô nghĩa. Cây lúa nếu chăm sóc quá mức đầy đủ, thì cây lúa tốt quá, không thể có hạt để ăn. Cây mọc nơi đất càng cứng, thì thịt nó càng cứng chắc, sẽ làm được nhiều đồ quý giá. Người được rèn luyện mài dũa nhiều thì sẽ mau trưởng thành và mới là người có ích cho xã hội được. 59. Các bạn phải tập nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Khi ý thức được khuyết điểm của bản thân, ta cũng có thể đánh giá chính xác về mình và đấu tranh ngoan cường với nó. Không vì nhược điểm mà nhục chí. Trên đời này có hai hạng người đáng tôn kính. Đó là hạng người không có khuyết điểm và hạng người biết mình có khuyết điểm rồi cố gắng sửa chữa. 60. Có một việc rất hạnh phúc và bình an có thể trong đời bạn chưa từng trải nghiệm qua. Đó là hãy chọn một căn phòng hay chọn một ngôi nhà nhỏ yên tịnh và chỉ một mình bạn ở trong đó từ 3 ngày cho đến 1 năm hoặc hơn nữa, và phải được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Khi ở đó, bạn phải bỏ hết những chuyện bên ngoài, xem như mình đã chết. Quá khứ chẳng nhớ, tương lai đừng lo, chỉ cần nhất tâm vô tạp niệm, sống ngay hiện tại, không giao thiệp bên ngoài. Tùy theo căn tánh mỗi người, bạn có thể biết những điều người khác không thể biết, hiểu được những gì người khác không thể hiểu. Nếu bạn không thực hiện được một lần trong đời, thì thật là tiếc lắm vậy. Và nếu bạn nghĩ rằng, mấy mười năm bôn ba bận rộn, không có ngày nào rảnh cả, thì tôi cũng không có thuốc để chữa rồi. 61. Thế thường thì hay bị việc làm phung phí xa xỉ mà mất nhà, không liêm chánh mà mất chức. Đạo có được là do tâm hồn hướng thiện an tịnh, trong sáng mà ra. Đức có là do từ bi, khiêm nhường độ lượng mà thành. Biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều. Người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ vậy. Người dù rất ngu ngốc, nếu chịu chuyên tâm học hỏi thì cũng sáng. Người dù rất thông minh, nếu hay buông thả lười biếng thì cũng tối tâm ngu muội. Chăm học là cốt để thấy hiểu cao xa, biết sâu rộng là để sửa lỗi của chính mình. Nên ngồi ở trong nhà kính cũng phải giữ gìn như ở ngoài đường xá. Được như vậy mới tự nghiêm mình và nghiêm mọi người được. 62. Người cho dù có thông minh tột đỉnh
vẫn xem mình như ngu ngơ, công lao lớn trùm cả thiên hạ mà vẫn nhún nhường, sức mạnh cao tột hơn đời mà vẫn xem mình như yếu đuối, thường khoan dung và tha thứ, giàu có tột đỉnh mà vẫn hay khiêm tốn, không khinh khi người khác, đó là những người dũng trí, khéo khôn. Sở dĩ con người thông minh, hay giỏi, tài trí là được người đời kính trọng, đó là nhờ có âm đức. Nếu âm đức không có mà thông minh, giàu có, thì sẽ là tai họa cho thiên hạ. 63. Có hai điều quan trọng mà bạn phải nên nhớ, đó là trong cuộc sống, bạn đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc, mà hãy gìn giữ chúng như những thứ quan trọng nhất. Vì có lúc bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Và một điều nữa là đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 64. Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy được từ sách vở mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vở mà có. Thành công của con người cũng không phải từ sách vở mà nên. Bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất cả đều phải trải qua quá trình thực nghiệm của bản thân. Đó là kết tinh của ý chí và nghị lực, thẳng bước tiến lên vì hoài bão của chính mình. 65. Trên đường đời, ắt hẳn mọi người chúng ta đều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy đích thực giúp chúng ta thăng hoa và chuyển hóa phiền muộn khổ đau, đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩa gì, vị thầy này đều biết rõ, rồi kiểm soát và cạn lọc những cái tốt đẹp để làm hành trang cho đường đời của bạn. 66. Ngày nay, con người kinh doanh và buôn bán phần nhiều là nói không thật và không trung thực vì thực hiện lợi ích riêng tư. Nhưng đâu biết rằng, ngày nay được tiền, ngày mai tai họa sẽ đến. Nhân quả thiện ác như bóng với hình. Đừng tưởng cuộc đời của ta sẽ an bình và giàu sang mãi mãi. Việc quả báo thiện hay ác, tuy hiện tại chưa thấy rõ, nhưng tương lai trước sau gì cũng đến, chỉ sớm hay muộn mà thôi. 67. Hành tinh xanh của chúng ta hiện nay đang bị tổn thương rất nặng. Khí hậu toàn cầu tăng, chiến tranh, thiên tai nhiều vô số. Tất cả những hiện tượng đó đều là do chính con người làm ra. Thông điệp để cải thiện địa cầu đó là không tham, không sát hại và không ích kỷ. Chuyện trên cho chúng ta thấy sự đau khổ của chúng ta không phải do tính chất vô thường của thân thể, mà chính là do sự chấp thủ, tham ái là nguyên nhân gây ra buồn phiền, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, luyến ái người và của cải. Nó có thể làm cho ta điên loạn. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ, chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả, khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí, thân thể lõa lồ, bà chạy như điên trên đường phố, cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài dạy: Này Patakaha, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, rồi đây ta cũng chết, bà cũng chết, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ rồi chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ khóc than vì cái chết của người thân, nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ: Người đắm chìm trong ái, vọng tưởng miên man hoài,
và chết mãi dần xoay. Do ái sâu không đáy, người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được, ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên. Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế. Đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Batakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất, sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Batakaha, sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế, con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Batakaha, sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ, là sự hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản thân và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Patakaha, sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo. Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Này Patakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau, đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Patakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách. Bà thành tâm đảnh lễ, kính thọ phụng hành lời Phật dạy. Những người quá lo âu, sầu thảm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng, phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục, hoặc là một chút công việc gì đó thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Muốn dứt hết những nỗi thống khổ, chúng ta phải học hạnh của các thiền sư. Khi gặp chướng duyên ách nạn, quý ngài ngồi thiền định, nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý vô thường, nhân quả, chấp nhận nghịch cảnh nên nội tâm được an lạc. Điển hình như chuyện ngài An Thế Cao là một cao tăng đắc đạo, biết rõ nghiệp duyên của mình. Một hôm, ngài đi đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành, khắp nơi loạn lạc. Trên đường ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói: "Ta tìm gặp ngươi rồi." Ngài mỉm cười trả lời: "Ta đời trước mắc nợ mạng của ông, vì vậy khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó nên ta từ xa đến đây đền mạng." Nói xong, ngài thản nhiên không chút sợ hãi, đưa cổ cho chém. Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì ngài hiểu rõ luật nhân quả và xác thân ngũ uẩn giả hợp không thật, nên ngài ung dung tự tại trước cái chết. Nói đến quả báo điên cuồng, trong kinh Địa Tạng nói: "Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn,
thời ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Khế kinh dạy: nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản hay lường gạt phụ bạc tình cảm và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ sở, điêu đứng, đảo điên, loạn tâm, cuồng trí, người đó sau khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, ra khỏi địa ngục rơi vào ngạ quỷ súc sanh, khi mạng kiếp sanh lên nhân gian khổ não triền miên, điên cuồng đền tội, mưu sâu kế độc, căm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh, mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí, Bồ Đề Lão Tổ. Nhân quả thiện ác phân minh, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông. Dỗ bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn tóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Cổ đức. Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau thì những điều gì mình không muốn chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban rãi lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận, si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chơn thường, chơn ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh, thân tứ đại sinh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải quả không, hòa hợp năm ấm lửa vòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên, xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu, đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp, khỏi tù tử sanh. Xét lại thân của chúng ta, chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã, vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét, giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ chuyền cành, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng: tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi.
cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói, chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần sầy đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được ký chủ cúng dường hai sớp vải, liền đem cúng lại cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá nghĩ, chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, ta đem bán hai sắp giải lấy tiền mua một con dê được, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn rồi, cứ vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú vấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, quơ cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! Giờ lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình, vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện tu hành, đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương, còn mình thì đang làm gì? Tri óc vẫn vơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, Ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực, con phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì hơi thở, có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế, con không rơi vào tình trạng thất niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ viển vông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm.
tâm vô thường luôn bị xáo trộn. Nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hằng nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế. Dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung. Nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta nghe qua mẫu chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Potila là giáo thọ sư lão thông Tam Tạng kinh điển. Có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phủ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi cuối cùng gặp 30 vị A-la-hán vốn là học trò cũ của sư. Tôn giả Potila đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa, cũng bị từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất, mới lên bảy, gian ngài một cách khẩn thiết. Ô, làm sao tôi dám làm điều đó, khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa, e rằng ngài có tin nổi hay không? Bạch Đại Đức, lòng con tha thiết khẩn cầu mong ngài từ bi chỉ giáo. A-la-hán trẻ tuổi ôm tồn bảo: Này tôn giả, lúc còn tại gia, ngài có chơi đá dế không? Dạ thưa biết ạ. Ồ tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có 6 cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không? Dạ thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Dạ thưa đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín 5 cửa, chỉ chừa một cửa thôi, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ dế nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế chỉ cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng chăm chú, quan sát những vọng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy, bỏ, loại trừ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Potila từ giả 30 vị A-la-hán, tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Potila đắc quả A-la-hán. Nhiếp phục lục căn, hiền nhân có kệ: Sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhầm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng,
cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm. Vật chi cũng không làm động ý, ý tự do sự trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê. Cảnh không thể làm mê tâm trí, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử dược tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu huyền vô tận, người hạ quân nếu đặng dịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này, nó phát sanh ra trí huệ. Khi đó, tình thương yêu của ta ban trải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là tám ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. Một, lợi là tiền tài lợi dưỡng. Hai, suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. Ba, hủy bị người nói xấu hủy mắng. Bốn, dự được người đời tán thán khen ngợi. Năm, xưng được tôn xưng kính trọng. Sáu, cơ bị chê bai khinh khi. Bảy, khổ đau khổ hoạn nạn đến. Tám, lạc vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động thì cuộc sống được an vui, tu hành mau thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sa ngã, dùi dập đau thương thì thật là nhu nhược, thiếu dũng lực, chẳng phải là người chân tu, phải bị chìm đắm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa: bạch Tổ Sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ Sư bảo: đưa tâm đây cho ta xem. Huệ Khả lúng túng nói: con tìm mãi không ra. Tổ đáp: vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm Ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", Ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Trong kinh Kim Cang, Phật nói bốn tướng. Một, ngã tướng, tướng của mình. Hai, nhơn tướng, tướng của người khác. Ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình. 4. Thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Kinh Đại Bát Nhã dạy: Bồ Tát trong khi hành đạo quán sát thấy rõ ngũ uẩn đều không thực, nên các ngài tự tại vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn gồm có: một, sắc uẩn, là chỉ chung mọi thứ vật chất như là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Hai, thọ uẩn, là những cảm thọ vui sướng, buồn khổ, trơn nhám, cứng mềm và không khổ, không lạc. Đó là những cảm thọ khi tâm đối với cảnh. Ba, tưởng uẩn, đối cảnh nhận ra sự đen trắng, nhỏ to, dài ngắn. Đây là nhóm yếu tố tinh thần làm chức năng tưởng tượng, hình dung ngoại cảnh. Bốn, hành uẩn,
đối cảnh đem lòng ham muốn hoặc thương ghét, vui buồn của tâm đối với cảnh, do nhân duyên tạo tác các pháp hữu vi trôi chảy trong ba đời. Nói rộng ra, hành uẩn thu nhiếp rất nhiều pháp, trong đó gồm cả sắc, thọ, tưởng và thức. 5. Thức uẩn có công năng hiểu biết và phân biệt sự vật khi tâm đối với cảnh. Như vậy, chúng ta đủ hiểu sắc thuộc về thân và vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức chỉ cho tâm. Đức Phật dạy vô bình xa: sắc giống như cây chuối không bền, thọ như điện chớp có rồi mất, tưởng hư ảo như hơi nước, hành tựa bọt nước không thực, thức chỉ là trò huyễn thuật giả tạo ra người và vật, chúng không có thực thể. Tùy theo cảnh mà thức tâm nảy sinh ra mọi sự phân biệt, các pháp chỉ là trò luống dối. Như có một vị thiền sinh, trong lúc tọa thiền thường thấy xuất hiện trước mắt mình một con nhện, làm cho tâm thần bất an. Một hôm anh định mang theo con dao, chờ khi nó hiện ra đâm chết cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi hành động gặp được một thiền sư, anh liền đem chuyện ấy thuật lại cho thiền sư nghe. Nghe xong ngài không nói gì, chỉ bảo khi nào nó xuất hiện, lấy phấn đánh dấu ngay chỗ đó thì ngươi sẽ biết con nhện xuất phát từ đâu. Thiền sinh vâng lời làm theo. Khi phát hiện ra mới thấy dấu phấn trước ngực mình nên hốt hoảng. Anh liền đến vị thiền sư nói: nếu không nhờ ngài chỉ dạy thì con tự đâm mình chết rồi. Nhân đây thiền sư nói: đó là những dòng thức bên trong của ngươi nó hiện ra, chớ chẳng phải ở ngoài. Nên nhớ nhất tâm chánh niệm, tỉnh giác soi lại bên trong, đừng để ngoại cảnh chi phối, mới mong dứt hết dòng tưởng huyễn hóa. Sau đó thiền sinh nghe lời thực hành không bao lâu, con nhện kia không diệt mà tự mất. Cũng như có vị thiền sư tên là Ia, trong lúc ngồi thiền thường tự nhắc nhở tâm mình khi thấy tham sân tà kiến cấu uế nổi lên. Ngài liền nói: ông chủ ơi, coi chừng bị giặc nó lừa đó. Nói xong ngài tự dạ. Giờ hành trì nghi mật như thế nên ngài mau chứng đắc thiền định. Còn chúng ta bị vô minh điên đảo lầm chấp cho cái thân này là của tôi, của cải và những suy nghĩ phân biệt ta người, thương ghét, buồn giận, những ý niệm thiện ác đua nhau trình diễn, nên thường bị tẩu hỏa nhập ma, vì thế gây tạo nhiều nghiệp chướng. Chính vì vậy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm chẳng hiền, khổ đau theo mãi triền miên, như bánh xe ngựa theo liền giới chân. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm hiền minh, hạnh phúc sẽ đến bên mình, như là cái bóng giới hình không phai. Hay là: nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy tâm biến. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, có một đạo nhân ở gốc cây bên sông, học đạo trong khoảng 12 năm ròng rã tu tập mà chẳng trừ được lòng tham dục, tâm ý thường chạy tán loạn. Tôi nhớ năm món dục, liền suy nghĩ muốn được mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, miệng nếm vị, thân thích mịn màng và ý duyên các pháp trần. Hễ thân động là ý chạy, không có chút yên nghỉ. Khi ấy, Đức Phật quán biết đạo nhân kia đã đến lúc độ được, nên ngài liền đi tới nơi cùng với ông ta ngủ lại một đêm. Trong giây lát, có con rùa từ dưới sông bò lên. Lát sau lại có thêm con chó nước đói đang đi kiếm ăn. Gặp rùa, chó nước muốn ăn thịt. Rùa liền thụt đầu, đuôi và bốn chân giấu kín trong mai, chó nước không thể hại được. Chó bỏ đi xa xa, rùa ta ló đầu chân ra, thong thả bò đi. Thế là rùa được thoát nạn. Khi ấy, đạo nhân thấy vậy mới hỏi Phật rằng: có phải con rùa nó nhờ có mai hộ mạng nên chó nước chẳng ăn được không? Phật đáp: phải. Ngài nói tiếp: ta nghĩ người đời chẳng bằng con rùa này. Họ chẳng biết vô thường buông lung sáu tình, nên bị ngoại ma xâm nhập não hại. Đến khi thân hoại mạng chung, thần thức xa lìa, sanh tử không ngừng, trôi lăn trong lục đạo, khổ não triền miên. Tất cả đều do tâm ý gây ra. Cho nên phải tự cố gắng siêng năng tu hành, cầu an vui diệt độ. Nhân đó Phật nói kệ: dấu căn như rùa nọ,
phòng ý như giữ thành, chiến đấu với ma dữ, không lo sợ bại trận. Đạo Như nghe xong, tham tâm dứt sạch, vọng tưởng chẳng còn, liền đắc quả A-la-hán. Kinh Pháp Cú. Phá Tướng Luận có giải: sáu nẻo luân hồi nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sanh. Chính cái tâm của ta, nó là chủ nhân sáng tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc hay địa ngục của khổ đau. Bởi vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Thật vậy, nếu tâm tham sân quỷ ma nổi lên mà mình không ngăn chặn được, sanh tâm trộm cắp, đánh đập, giết hại người ta, ngay lúc đó mình bị cảnh tù tội tức khắc. Tới chừng đó mới ăn năn thì đã quá muộn. Do đó trong kinh Đức Phật dạy: nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi đó an lạc, nơi nào không phòng hộ tỉnh giác là nơi đó khổ đau. Thí dụ, trong gia đình vợ chồng, anh em, con cháu đang nói chuyện vui vẻ, không khéo phòng hộ, nó lạc qua đề tài đấu tranh, phiền não hồi nào mình không hay, đưa đến tranh cãi, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập lẫn nhau, làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán. Tới khi tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu đang nói chuyện mà không hài hòa, có thể xảy ra xung đột, thì mình phải dừng lại ngay, đừng cho nó phát sanh, thì làm gì có phiền não khổ đau. Nếu như ai không nghe lời Phật dạy, hiện tại khổ, kiếp sau khổ, lại bị quả báo hồ đồ, hỗn ẩu, căm ngọng, liếu lo, khổ sở. Con người ở trong cảnh ái dục thường bị tham sân si, ganh ghét đố kỵ, chuyện nhỏ xé to, tranh giành bảo thủ, từ trong gia đình anh em, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc, có khi vì một lý do không đáng sanh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi, cố lánh mặt nhau, định tuyệt giao hẳn. Nhưng ngạc gì còn sống chung một nhà, quyết không nói chuyện, nhiều khi nín không được phải nói ra với sự ngại ngùng, giao thiệp lấy lệ, thật là khổ. Tình cốt nhục quyến thuộc mà còn hờn ghét lẫn nhau, huống chi người dân nước lã khác dân tộc giống nòi, một khi thù ghét rồi tìm đủ mọi cách giết hại lẫn nhau, gây thành oán lớn. Hễ gặp nhau mắc tợ kim châm, xách súng nắm gậy, cầm dao đâm chém, đánh đập bắn giết lẫn nhau, cuối cùng đôi bên đều bị tổn hại. Tình cảnh ở thế gian thật là vô thường, cho dù tình thương của cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, anh em, bạn bè, quê hương đất nước, không có cái gì chắc chắn bền bỉ. Tình yêu hóa ra thù hận, trung thành rồi phản bội, thương nhau rồi lại ghét nhau. Những chuyện đó thường xảy ra là do tâm quá ích kỷ hay cố chấp những chuyện vụn vặt. Người nào có tánh nhỏ hẹp như thế, chẳng những tự chuốc lấy phiền não vào tâm, mà còn mang buồn phiền khổ đau đến người khác. Những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân và đời sống làm cho ta gần hóa điên, và có thể sinh ra 50% bệnh đau thần kinh, đau tim ở thế gian này. Ông tòa ở Chicago, một người đã ráng điều giải trên 40.000 vụ ly hôn, tuyên bố: phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị đều do chuyện lặt vặt. Và ông Hogan, trưởng lý New York nói: phần nửa các vụ xử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ, như thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gỗ nhau, một câu sỉ nhục, lời nói mất lòng, một hành vi thô lỗ. Những cái lăng nhăng đó đưa đến ẩu đả, rồi xảy ra án mạng. Một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng kiêu căng, tánh tự cao, tự đại, tự ái, và quá cố chấp những chuyện không đáng mà ra. Những nỗi bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt khiến cho ta oán ghét, thịnh nộ, chỉ vì ta coi nó quan trọng quá, làm cho tâm ta điên đảo, mà đáng lý ra phải xem thường và quên nó đi. Chúng ta chỉ sống được vài chục năm trên trái đất này, cớ sao lại bỏ phí thời gian ấp ủ trong lòng những ưu tư bất bình không quan trọng,
hãy hy sinh đời ta cho các hành động cao thượng và những tư tưởng thiện lành vào lòng bác ái vị tha, thì thân tâm ta được an lạc và làm cho mọi người vui vẻ quý mến ta. Nên nhớ rằng, đời người như bóng câu, để tâm niệm Phật, hơi đâu mà lo nghĩ tới những chuyện nhỏ nhen không đáng kể. Trên đời này có mấy ai suy nghĩ được như vậy, cứ mãi hơn thua từ việc nhỏ như thị phi nhân ngã trong gia đình, cho đến việc lớn là những cảnh đấu tranh giết người cướp của, mưu hại lẫn nhau, và chiến tranh giữa các quốc gia đều do tâm địa nhỏ hẹp, giành quyền lợi và phần phải về mình. Như vậy, người ta thua quấy họ đâu có chịu, vì thế nên oan trái cứ mãi chất chồng. Muốn hóa giải oan trái sân hận mau lẹ, không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ, nhường điều tốt lành cho người. Phật bảo, người nào làm được như thế sẽ hóa giải hết oan trái, hận thù và sanh ra vô lượng công đức, mau thành Phật quả. Kinh Pháp Cú Phật dạy: lời ác hay mắng chửi, kiêu mạn khinh miệt người, gian tham và trộm cướp, đánh đập cùng giết hại, ai làm hạnh nguyện này, thù oán sẽ theo đây. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, biết đủ và bố thí, từ bi đối mọi người, mở trói buộc an nhẫn, thù oán tự hết ngay. Khổng Tử dạy: lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. Qua lời dạy của Phật và Thánh, bảo ta phải hỷ xả những kẻ hại ta, thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm, những kẻ phụ ta chớ ưu sầu lưu luyến, không nên để lòng hận thù che mờ lý trí. Sân hận âm thầm thiêu huệ mạng, lửa phiền ngùn ngụt đốt tâm can, sân si tạo nghiệp một đời, nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân. Đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng Phật tử. Vậy mà có mấy ai nghĩ ra, cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt. Đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắc. Muốn khắc phục quan niệm này, ta phải vững niềm tin nơi Tam Bảo, tin sâu lý nhân quả. Tự hỏi, tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác mà lại bắt nạt, gieo khổ cho mình? Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó, đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Nói đến nhân quả, Phật dạy: rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu như ai không tin, ra oai, hung dữ, làm cho người xung quanh ngán sợ, kết quả chỉ thêm thù, kết oán, mọi người kinh tởm xa lánh. Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó, ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Tha ngôi, quả bất thiện chưa trả lại dây thêm. Thật ra, tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu, mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói, làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người. Tốt nhất là nên niệm Phật, hành thiền, quán chiếu nhân quả, hoặc đi giải trí, cho đến khi tâm bình tĩnh, nói làm mới có kết quả tốt đẹp. Muốn xây dựng một người nào, trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ, như là anh, chị, bạn bè, cái gì cũng tốt, nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh, cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời. Như vậy, người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi. Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói, nguy hiểm nhất là chỗ đông người. Chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán. Cách hóa giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói,
Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gổ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó. Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ, và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết trân trọng với nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói: hủy hoại vợ chồng kiếp sau lẻ bàn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo, vô tình mình lại bị tai họa lây. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng Bàn Na Mạng Xà Tự. Đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tọa cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi: này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Ba tôn giả thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi: cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xả, khiêm hạ, lễ phép, ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung, độ lượng, nhẫn nại, nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì, để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân khẩu ý, đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, tán thán: lành thay, lành thay, các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa, thật là tấm gương lành, đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng do lòng cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình? Nếu như ai không nghe lời làm theo, thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ. Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta, mà lại bắt người ta phải giống mình? Phật dạy, con người sanh ra trên cõi đời đều mang theo cái nghiệp khác nhau, cho nên chuyện giống nhau là điều không thể có được, ngoại trừ các vị biết tu. Đức Khổng Tử nói: nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, đó mới là đáng bậc công bình, nẻo chính trực, trí người quân tử. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta sửa lỗi, trước tiên mình phải tự sửa đổi, tận tình thương yêu giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái vị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình. Người xưa có câu: ta vì tất cả mọi người thì mọi người sẽ vì ta. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn người khác nghĩ đến mình, mong cầu phước báo, mọi sự như ý, nhưng chưa thấy họ làm được việc gì lợi ích cho ai mà lại mong cầu đủ thứ, thật là khờ dại. Người trí không cần mong cầu gì cả, lúc nào cũng lập công bồi đức, làm lợi ích cho chúng sanh, quả lành kia không cầu mà tự đến. Muốn có đầy đủ phước báo, thân tâm an lạc, điều quan trọng tâm phải thanh tịnh. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh, giải thoát. 1. Tự mình là thiện tri thức, thân cận, gần gũi thiện hữu tri thức, để học hỏi những điều hay, lẽ phải.
Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng, lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho huề, ngay lúc đó mình đã hóa ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác, tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm. Còn gần người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành, từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng hóa ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Kinh Pháp Cú. Hai, phải giữ gìn giới cấm, thôi nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc. Dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là, ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. Trong Khế Kinh Phật dạy, đừng khinh thường ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy thùng, tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì sẽ có phước dư thừa, giống như cỏ vườn mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết hụt. Thánh Đế. Bốn, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới định huệ giải thoát tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người nọ đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy báng, lập bè kết đảng, chống đối thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói, sư tử trùng thực sư tử nhục. Nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự hủy diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao.
lòng từ Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn chướng mắt, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa đến tai người ta lại sanh ra oán thù, đôi chối, hơn thua, sát phạt với nhau, nào có ích gì. Nếu người tu không khéo vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng, uống rượu, cờ bạc. Hễ rượu vào là lời ra, câu mâu, quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư vi bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm mình được thanh tịnh, an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết, thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật từng dạy: phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đau, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đau.